Đúng Thánh Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2015. Thánh Luân chúng tôi đã bàn giao bộ bàn ghế quốc hồng chỉ cột 13 gồm có 7 thứ cho chú Hường Hào Na. Đây là phòng khách của gia đình nhà chú. Vừa đang quay video clip. Đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi chuyên nhận làm hàng đặt theo yêu cầu về kích thước, mẫu mã và loại gỗ, chuyên làm hàng thửa, hàng đẳng cấp như gỗ mun, gỗ hương, gỗ chắc và gỗ xưa. Đây bàn thờ của chú. Hôm nay là 12 giờ đêm rồi. Chuẩn bị sang đến ngày 19 tháng 12 năm 2015 rồi. Thành Luân chúng tôi vẫn đang tích cực hoàn thiện nốt cái khâu khi vận chuyển nó có xây xước. Thành Luân chúng tôi vẫn đang đánh lại vec lin, hoàn thiện nốt cái khâu công đoạn cuối cùng để bàn giao cho chú. Tiên đồng ngọc lữ tượng trưng cho phúc lộc song toàn, dù đã kê vào phòng khách của chú trông rất đẹp ngộ mỹ. Hàng đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi đánh vec ly 100%, cho nên là cái lúc vận chuyển xây xước thoải mái, xây xước thoải mái, chúng tôi chỉ cần vuốt lại một tí là được, lại đẹp như lúc đầu luôn, không như hàng phun sương KU. Quý xem cái bàn này, vuốt xung quanh bàn này.